rồi, đến rồi. Giữ lần sau. Cái màu trắng đẹp quá. Đằng sau, đằng sau. Lộn xộn lắm chị ơi, nhiều người lắm. Ra đằng kia xếp hàng xếp nó được nhau
nhiều nhiều lắm. Ừ, nó có phải mấy nay winner mệt chết luôn, ngày nay winner là mệt nhất nhất luôn. Đúng rồi, không được vô, không đeo khẩu trang, không đeo khẩu trang, không được vô, thiệt, ông mệt, ông đâu có đeo khẩu trang nổi, thở luôn, ông này nha, ừ, mặt như bao cái chiếc quần. Đúng rồi. Hả? À, còn Tấn Lực là nãy nằm trong kia rồi. Tấn Lực vô. À, Long đẹp trai đó. Phải. Nhưng mà hả? Ẩn. Ẩn. Để em coi em để ý trực tiếp. Ẩn dạ. Tại vì ông đây con trai này rau à. Chờ bông giờ nó chở. Ẩn á. Không cho chở nha, không cho thua đó. Không phải cái tài nó cứ mua rồi mấy cô nó cứ gọi lên nó trang nè đó đồ trang đứng kế ông á đó thấy không đó đồ trang á cầm cái điện thoại lên đứng kế Tấn Lực ai đứng kế đàn ông đẹp trai á khó không chị? Đâu có. Không thấy hai chồng á. Không có chuyện Hương thôi. Hương đi xe tan. Đi xíu. Như lại mấy người nó đi xe tan nhau. Cái này là coi như mấy trăm người nào đứng đầu tiên. Chết luôn chứ gãy. Tôi đang đứng mình đẩy mấy người phía sau, đùa phía sau chứ. Để nó cầm cái túi mình. Để con ra tổng tổng vậy luôn. Con đi đợi tay bản cũng một mình một mình rồi bây giờ đi 18 tiếng hành trình dài cũng một mình tính đầu tiên là Hoài Linh với lại Nhật Phương đưa nhưng mà có khó tại vì dịch tay qua bển dễ nhưng mà dễ về cũng được về bị cách ly về hạn hẹp lắm đâu đi cũng đi đường đã nhận xô rồi chị
Bôi rõ lên đây coi nè Ngọc ơi. Cái xấu của đường ha. Bình thường thì lên sân khấu diễn hài cho mọi người xem. Không, 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 không